Bây giờ chúng ta sẽ học mẫu câu để rủ rê và hẹn hò ai đó đi uống cà phê nè, đi xem phim nè. Vậy thì khi mà nhắc đến cái chủ đề hẹn hò, các bạn còn xác định là à, cái người đó họ có rảnh không, họ có thời gian không. Sau đó là các bạn muốn hẹn hò với ai à, và các bạn muốn đi đâu, muốn làm gì. Và cái cuối cùng trong bài hôm nay chúng ta sẽ học ha, đó chính là cái phương thức di chuyển. Từ đây đến đó các bạn sẽ đi bằng phương tiện gì. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ hỏi là bạn mình có rảnh không, có thời gian không. Vậy thì chúng ta có từ sự. Sự nghĩa hơn việc là sự trong sự tình hoặc là sự việc. Đây là bộ nhất số 1, bộ khẩu cái miệng, bộ kệ đầu con nhím. Tuy nhiên các bạn sẽ thấy cái nét ngang này nó dài ra một tí nha. Và bộ quyết nghĩa là nét sổ mốc. Bạn có sự việc gì ấy thì dùng cái miệng, dùng một cái miệng đi hỏi cái đầu con nhím để nó quyết giúp cho mình. Các bạn được từ sự. Vậy thì để hỏi rảnh không, các bạn tới hôm nay sẽ có 3 cách ha. Nhí mắng mà, nhí mắng bù mắng, bạn có bận không? Hoặc là nhí dỗ khôn mà, nhí dỗ khôn mà, bạn có rảnh không? Hoặc trong bài hôm nay các bạn hỏi là nhí dỗ sơ mà, nhí dỗ sơ mà, bạn có việc gì không? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ, các bạn có thể dùng một trong ba cách trên ha. Tối mai bạn có rảnh không? Cùng nhau đi Bắc Kinh chơi đi. Có rảnh không? Các bạn dùng dỗ khôn mà. Mình thiên hoàn sang, nhí dỗ khôn mà? Y chỉ chư Bảy Kinh quả bá. Mình thiên hoàn sang, nhí dỗ khôn mà? Y chỉ chư Bảy Kinh quả bá. Cuối tuần này bạn có bận không? Lúc nào rảnh? Nhí chư cơ trô mùa mạng mà? Sớm sở khâu dỗ khôn. Nhí chư cơ trô mùa mạng mà? Sớm sở khâu dỗ khôn. Hả, các bạn hỏi là cuối tuần này lúc nào thì bạn rảnh? Nhí chư cơ trô mùa sớm sở khâu dỗ khôn. Nhi trước cái trâu mùa sớm sở khâu dỗ khôn. Các bạn có thể dùng cách nào cũng được ha. Bạn thứ hai tuần sau có việc gì không? Cùng nhau đi xem phim đi. Thứ hai tuần sau, xa cửa xin chi y. Nhi xa cửa xin chi y dỗ sơ mà? Y chỉ chư khan điện ảnh bá. Nhi xa cửa xin chi y dỗ sơ mà? Y chỉ chư khan điện ảnh bá. Bạn ngày 10 tháng sau có việc gì không? Cùng nhau đi Hà Nội đi. Vậy thì ngày 10 tháng sau, tháng sau, xa cửa yue, các bạn đưa lên tới trước ha. Ngày 10, sử hào hoặc là sử rư. Nhi xa cửa yue sử hào yếu sơ mà? Y chỉ chư hờ nây bà. Nhi xa cửa yue sử hào yếu sơ mà? Y chỉ chư hờ nây bà. Chín thiên xa ủ nhi yếu khôn mà? Chiều nay bạn có rảnh không? 今天下午我有空，我不忙。 À, chiều nay mình rảnh mà không có bận. Còn bạn bận thì bạn nói thế nào? 今天下午我没有空，我很忙。 Chiều nay mình không rảnh, rất là bận. Còn khi người ta hỏi các bạn 明天晚上你有事吗? Tối ngày mai có việc gì không? Thì các bạn nói là 明天晚上我有事，我很忙。 Ngày mai mình có việc và mình rất bận. 明天晚上我没有事，我不忙。 À, tối ngày mai mình không có việc gì hết, mình không có bận. Chúng ta có thể dùng những mẫu câu này để trả lời ha. 你有空吗? 有空，没有空。 你有事吗? 有事，没有事。 Từ sư, người miền Nam người ta cũng sẽ đọc là sư. Khi bạn nghe video hoặc là giọng người Bắc Kinh á, người ta sẽ hay thêm âm ở. Cho nên đôi lúc các bạn sẽ nghe người ta đọc là dẫu sư, hoặc là thêm âm ở, phát âm là dẫu sư, cong lưỡi lên các bạn ha. Mễ sư là giọng miền Bắc, còn giọng miền Nam các bạn không cần âm ở, chúng ta đọc là mễ sư. Thì cái từ này chúng ta có thể dùng để diễn đạt là không sao, không có vấn đề gì đâu, đừng có lo. Chẳng hạn như là 对不起, nghĩa là xin lỗi. Thì chúng ta trả lời là 没关系, 对不起, 没关系. Hoặc là khẩu ngữ hơn, các bạn nói là 没事, à, không sao đâu. Vậy khi ai đó nói các bạn 对不起, 没关系, 没事, hoặc là mình hỏi thăm bạn 你没事吧, 你没事吧, à, bạn không có chuyện gì đó chứ, bạn không sao chứ. 没事, 你忙你的吧. À, không sao, bạn làm việc của bạn đi. 没事, 你忙你的吧. Hoặc là mình hỏi thăm bạn mình 你怎么了? 你怎么了? Bạn sao thế?
Mình trả lời là mễ sơ mễ sơ. À không sao đâu ha, đừng có lo. Vậy chúng ta sẽ đi với ai? Để hỏi là bạn đi với ai, chúng ta dùng 你跟谁一起去? 你跟谁一起去? Chúng ta ôn lại một số đối tượng nha. 男朋友, 我跟男朋友一起去. Bạn gái, 女朋友, 我跟女朋友一起去. Chồng, 老公, 我跟老公一起去. Vợ, 老婆, 我跟老婆一起去. Chồng, chúng ta có thể dùng với từ 先生, 我跟我先生一起去. Hoặc là 太太, 我跟我太太一起去. Bạn học, 同学, 我跟我同学一起去. Hoặc là bạn cùng phòng, 同屋. Hoặc là các bạn dùng từ 室友, 我跟我同屋一起去. Ngoài ra, các bạn có đồng nghiệp là 同事, đồng nghiệp nam, 男同事, đồng nghiệp nữ, 女同事. 我跟我的同事一起去看电影. 我跟我的同事一起去看电影. Đi đâu làm gì? Chúng ta có thể nói là ngày mai bọn mình cùng nhau đi nhà sách mua sách nha. Trưng cầu ý kiến các bạn dùng với họ mà họ bù họ. Miệng thiên, của mình y chỉ sư sú tiên mại sư họ mà. Miệng thiên, của mình y chỉ sư sú tiên mại sư họ mà. Ngày mai bọn mình cùng nhau đi thư viện mượn sách thì bạn thấy thế nào? Giận mơ giang. Miệng thiên, của mình y chỉ sư thủ sư quản chia sư giận mơ giang. 明天我们一起去图书馆借书怎么样? Ngày mai bọn mình cùng nhau đi siêu thị mua đồ được không? 行吗? 好吗? 可以吗? 明天我们一起去超市买东西行吗? 明天我们一起去超市买东西行吗? Bọn mình cùng nhau đi rạp chiếu phim xem phim đi. Rạp chiếu phim 电影院. 明天 我们一起去电影院看电影吧. 明天我们一起去电影院看电影吧. Đi bằng gì? Chúng ta sẽ hỏi với 怎么去. Hỏi về phương thức di chuyển, các bạn dùng là 怎么去. Vậy thì chúng ta có phương thức gì các bạn? Đi máy bay, 坐飞机, 坐飞机. Đi tàu lửa, 坐火车, 坐火车. Đi taxi, 坐出租车, 坐出租车. Đi xe, có thể là đi xe buýt nè, đi tàu lửa hoặc là đi xe hơi. Thì tùy theo cái ngữ cảnh mà các bạn biết nó là đi xe gì ha. 坐车, 坐车. Vậy đi xe buýt, 坐公共汽车, 坐公共汽车. Lái xe hơi, 开汽车, 开汽车. Lái xe máy, 骑摩托车, 骑摩托车. Đạp xe đạp, 骑自行车, 骑自行车. Gọi xe, gọi taxi ha, các bạn dùng là 打的, 打的. Đi bộ, 走路, 走路, nghĩa là đi bộ. Mình mỗi ngày lái xe máy đi làm. 我每天骑摩托车去上班. 我每天骑摩托车去上班. Con của mình mỗi ngày đi xe buýt đi học, đi xe buýt. 坐公共汽车. 我孩子每天坐公共汽车去上学. 我孩子每天坐公共汽车去上学. Các bạn đi Bắc Kinh bằng phương tiện gì? Đi tàu lửa hay máy bay? Hỏi về phương tiện các bạn dùng 怎么去. 你们怎么去北京? 坐飞机去还是坐火车去? 你们怎么去北京? 坐飞机去还是坐火车去? Rạp chiếu phim rất gần, bọn mình đi bộ đi. Đi bộ các bạn dùng đến 走路. 电影院很近, 我们走路去吧. 电影院很近, 我们走路去吧. Khi mình hỏi các bạn phương tiện gì, chúng ta hỏi là 怎么去? 你每天怎么去上班? Các bạn dùng mẫu câu này để trả lời nào. 你孩子每天怎么去上学? 你们怎么去电影院? Và bài học đến đây là hết rồi. Mình hy vọng video này hữu ích với các bạn. Nếu các bạn yêu thích, hãy nhấn nút like, subscribe đăng ký bên dưới để đón xem những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn.